đầu đường của Bayern Munich ở những trận đấu mà những cầu thủ tấn công hàng đầu sẽ được cất giữ như trận đấu này. Không có lỗi quý vị, cơ hội dành cho Borussia Dortmund. Liệu có thể đỏ dành cho đội Cano hay không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Thường thì sẽ là thẻ đỏ, chúng ta cùng chờ đợi xem. Chính xác là một chiếc thẻ đỏ dành cho Upamecano. Của Borussia Dortmund có thể tiếp cận khung thành của Yann Sommer. Đó là Alexandre Player. Tốc độ cực lớn của Player. Upamecano cũng không phải là một trung vệ chậm chạp, nhưng đối đầu với người đồng hương với tốc độ cao hơn thì anh đã buộc phải phạm lỗi trong tình huống này. Một lần nữa thủ Bayern Munich lại chơi thiếu người sau khi án treo giò khá nặng. Khoảng cách về mặt điểm số hay thứ hạng giữa hai đội được tạo ra bởi Mönchengladbach chính là đối thủ kỵ dơ nhất của Bayern Munich ở Bundesliga trong nhiều năm trở lại đây. Và trận đấu đã bắt đầu. Số 2 Dawid Upamecano, số 8 Leon Goretzka, số 6 Joshua Kimmich, số 38 Gravenberch, số 13 Choupo-Moting. Quả va thậm chí sau khi xoạc bóng đã đứng dậy và đi thẳng ra ngoài sân. Choupo-Moting chuyển sang Thomas Müller, tiếp tục thủ bên, dứt điểm, không vào. Gravenberch cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ Borussia Mönchengladbach, nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Joshua Kimmich quả tạt, Goretzka, Thomas Müller. Müller đã không thể chạm vào bóng trong tình huống vừa rồi. Ngay đầu trận đấu thì Bayern Munich đang vùng lên, đó là dồn hết đối thủ với ý đồ là sớm có được những bàn thắng. Chúng ta vừa cùng xem lại một tình huống xử lý cực kỳ tinh tế của Rafael Choupo-Moting. Và đây là cú sút của Gravenberch, bóng vừa chạm lưng cầu thủ Mönchengladbach chứ không phải chạm tay. Số trận đấu cho Bayern Munich ở Bundesliga với huyền thoại Oliver Kahn. Nguy hiểm, đây đâu? Ông Oliver Kahn vào lúc này cũng đang đảm nhiệm một vị trí cực kỳ quan trọng trong trao đôi của Bayern Munich ở những trận đấu mà những cầu thủ tấn công hàng đầu sẽ được cất giữ như trận đấu này. Không có lỗi quý vị, cơ hội dành cho Borussia Dortmund. Liệu có thể đỏ dành cho đội Cano hay không? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Thường thì sẽ là thẻ đỏ, chúng ta cùng chờ đợi xem. Chính xác là một chiếc thẻ đỏ dành cho Upamecano. Của Mönchengladbach có thể tiếp cận khung thành của Yann Sommer. Đó là Alexandre Player. Tốc độ cực lớn của Player. Upamecano cũng không phải là một trung vệ chậm chạp, nhưng đối đầu với người đồng hương với tốc độ cao hơn thì anh đã buộc phải phạm lỗi trong tình huống này. Một lần nữa thủ Bayern Munich lại chơi thiếu người sau khi án treo giò khá nặng. Và có thể là một cầu thủ khác nữa khi mà Glick sẽ vào sân thay người. Cứ ở vị trí trung vệ trong xuyên suốt sự nghiệp của mình. Rất nguy hiểm. Rashomer đã phải quay người cản phá sau cú dứt điểm của người đồng đội cũ. Trong đó Hoffmann và Hannesburg là hai cầu thủ ở hai cánh. Chuyển ra rất tâm lý, dứt điểm, tỷ số là 1-0. 1-0 cho đội Borussia Mönchengladbach. Hãy cùng xem, hãy cùng xem. Đó mới chính là một đội bóng kỳ dơ của Bayern, chứ không phải Dortmund, chứ không phải Leipzig, chứ không phải Leverkusen. Về mặt tinh thần của huấn luyện viên Parker, như thể Bayern Munich cũng chỉ là một trong những đối thủ bình thường ở Bundesliga của Mönchengladbach vậy. Ai đó đã từng nói đùa rằng nếu như muốn Bayern Munich không thể vô địch Bundesliga thì chỉ có cách là họ sẽ thi đấu với Mönchengladbach trong tất cả các vòng đấu mà thôi. Và phần nào thì nhận định đó là chính xác, bởi cứ khi gặp Mönchengladbach thì Bayern vô cùng khó khăn. Cú đá quá hiểm hóc là không hề mất đi. Dù đứng trong cầu môn của đội bóng nào thì anh cũng phải hoạt động hết công suất. Napri rất khéo léo, vẫn còn, không được. Lúc này thì Bayern Munich chỉ hơn rất sớm. Cone, pha lên bóng quá hay của Cone, cơ hội sẽ đủ Mönchengladbach chuyền sang William, không vào.
bỏ lỡ đáng tiếc của Lastin. Chút nữa thôi thì anh đã có được một cú đúp rồi. Chúng ta lại một lần nữa thấy được sức mạnh và khả năng cản lướt cực kỳ tốt của Kone. Một tình huống nhạy cảm, chưa chắc đã có việt vị của Lastin. Chụp bóng Moutinho, dứt điểm, không được. Thêm một cơ hội sẽ cho Mönchengladbach. Alessio Plea, không được. Bỏ pha đã kịp lùi về để cản phá. Alessio Plea đang là một cơ hội mạnh với hàng hiệu của Bayern Munich ở trận đấu ngày hôm nay. Thêm một tình huống nữa mà anh vượt tốc từ phần sân nhà của mình. Lần trước thì Plea đã khiến cho Upamecano phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Lần này thì anh đưa đội bóng tới sát khung thành hơn. Thắng Bayern Munich tới 8 lần trong sự nghiệp là một con số thực sự ấn tượng với bất cứ một cầu thủ nào. Alphonso Davies chuyền ra, nguy hiểm, tỷ số là 1-0. Eric Bassin chuột vào một tình. Chuột vào một tình đã cho thấy một hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng ở giai đoạn trước World Cup. Nhưng đầu năm mới thì hiệu suất của anh thì tiền đạo người Cameroon lại lên tiếng. Tất nhiên công lớn cho tình huống này thuộc về Alphonso Davies. Tốc độ cực tốt của Alphonso Davies giúp anh tạo ra lợi thế trước hậu vệ của Mönchengladbach trước khi từng đường căn ngang hợp lý cho Choupo-Moting băng vào. Alphonso Davies ngày càng tiến bộ, cách chơi của anh đã hiệu quả hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu khoác áo Bayern. Alaba có thể di chuyển vào thi đấu ở vị trí trung vệ. Khá nguy hiểm. Và điều hay là Alaba cũng đã làm quen rất nhanh với vai trò của một cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự. Trước khi rời Bayern thì anh cũng đã có Kone. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Một cầu thủ của cầu thủ Mönchengladbach đang bị đau nhưng họ được hưởng phép lợi thế. Được chuyển sang cho Hoàng Hoppan. Hoppan, Hoppan vào Berlin chuyển ra, hợp lý, không vào. Cú dứt điểm của Plea không đánh bại được Ralf Sommer. Rất nhiều những pha bóng mà Sommer phải trổ tài để cứu thua cho đội bóng mới của mình. Và tiếp tục thêm một cơ hội tấn công nữa dành cho Borussia Mönchengladbach. Jonas Thorban dứt điểm, không vào. Borussia Mönchengladbach đang khiến cho khung thành của Bayern liên tục trao đảo. Và trong một trận đấu với Bayern Munich. Đấy đâu? Sommer lại cứu thua. Như đã nói, Sommer có thể đổi đội bóng nhưng sự vất vả mà anh gặp phải trong những màn đối đầu giữa Mönchengladbach và Bayern thì vẫn còn nguyên. Của Mönchengladbach đã hết rồi thì anh vẫn tiếp tục đè người. Bây giờ là thời cơ dành cho Bayern Munich. Goretzka không vào. Bóng đi chệch khung thành. Đường chuyền dành cho Sané. Leroy Sané. Vẫn là Sané. Chuyền ra. Kimmich. Dứt điểm. Quá tuyệt vời. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng dành thủ Bayern. Một cú dứt điểm có thể nói là rất đẹp mắt của Joshua Kimmich. Một chút nữa thôi thì Bayern đã có được bàn thắng rồi. Cú sút đã đi qua tầm với của thủ môn Oblin. Nhưng đáng tiếc là nó lại đi cao hơn khung thành một chút. Bây giờ là thời cơ dành cho Mönchengladbach, phía trong rất thoáng, cơ hội vào! Jonas Thorban, tỷ số là 2-1 cho Borussia Mönchengladbach. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của đội bóng áo trắng. Berlin quá chậm chạp trong tình huống này. Trong hiệp đấu đầu tiên sau khi Upamecano bị chốt quyền thi đấu thì huấn luyện viên Nagelsmann đã không lựa chọn một trung vệ đích thực là De Ligt để thay thế cho Müller nhằm gia tăng sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, mà ông đã thay vào sân Cancelo để có thêm những phương án tấn công.
Trong khi đó thì Pava cũng đã thường xuyên được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh nhiều hơn. Bây giờ lại là một cơ hội dành cho Mönchengladbach chuyển sang. William coi. Vẫn là thủ Mönchengladbach, không được. Dứt điểm, không vào. Khung thành của Bayern một lần nữa rung lên. Sự trầm ngâm của Oliver Kahn, của Salihamidzic và các lãnh đạo Bayern. Một trận đấu cực kỳ khó khăn dành cho đội bóng đỏ. Và lần này thì họ phải cảm ơn thần may mắn. Cú sút điểm của Bastoni đã đánh bại được Jasomer. Nhưng Sané lại từ chối bàn thắng cho Mochet. Lúc này thì Sommer đã phải vào lưới nhận bóng hai lần rồi. Sané không vào. Blin. Musiala. Tốc độ của Musiala không qua được đôi tay của Blin. Cancelo vào. Không, như vậy là bóng đã đi ra ngoài. Chưa có bàn thắng dành cho Bayern. Rất đáng tiếc. Bóng đã đi vào cạnh lưới. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi đã có bàn thắng cho Bayern Munich rồi. Lần này chúng ta thấy João Cancelo xuất hiện bên Joshua Kimmich. Musiala. Đường chuyền hay. Alphonso Davies. Davies. Cú sút điểm không chính xác của hậu vệ người Canada. Tiền vệ chơi quá ấn tượng. Bây giờ thời cơ dành cho Mönchengladbach. Không vào. Sau khi Lustin ra sân thì băng thủ quân của Mönchengladbach được trao lại cho Sudas Topan. Chúng ta vừa xem lại tình huống mà Kone đã hút bởi Kone. Bây giờ lại là một cơ hội nữa dành cho Mönchengladbach. Sudas Topan chuyển ra cho Thuram. Marcus Thuram. Liệu có lỗi việt vị hay không? Marcus Thuram đã đưa đội bóng vào lưới của Jan Sommer. Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại với Bayern ngày hôm nay. Ở trận đấu lượt đi thì cũng là Marcus Thuram ghi bàn thắng duy nhất cho các thủ Mönchengladbach. Và lượt về này thì anh lại lập công. Chỉ khác là lượt đi thì Marcus Thuram ghi bàn vào lưới của Neuer. Và lượt về thì anh vừa xe lưới của người đồng đội cũ Jan Sommer. Có lẽ De Ligt là cầu thủ ở dưới so với Marcus Thuram. Và đây là một bàn thắng hợp lệ với tiền đạo người Pháp. Lần đầu tiên Jan Sommer đối mặt với đội bóng cũ của anh Borussia Mönchengladbach. Và nếu như đội chủ nhà có được chiến thắng thì áp lực dành cho Bayern Munich sẽ là rất lớn. Alphonso Davies, cơ hội. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-3 cho các thủ Bayern Munich. Bây giờ thì cách biệt chỉ còn một bàn mà thôi. Nhưng thời gian còn lại rất ít. Liệu Bayern Munich có thể làm nên chuyện trong những phút còn lại của trận đấu hay không? Một lần nữa thì Matthijs Steyn lại để lại dấu ấn trong cơ hội được ra sân cho Bayern Munich. Cú sút điểm rất hay bằng chân trái của Matthijs Steyn. Bây giờ trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ tư. Nhưng với việc Bayern Munich có được một bàn thắng trong quãng thời gian bù giờ này thì có thể trọng tài. Vẫn còn. Cơ hội vẫn còn với các thủ Bayern. Nhưng trước đó là thời cơ phản công dành cho Mönchengladbach. Florian Neuhaus. Neuhaus, quá người, Neuhaus. Không vượt qua được hậu vệ thứ tư. Vẫn còn. Người dứt điểm đó là Marcus Thuram. Đây đã là phút bù giờ thứ 5 rồi. Có lẽ cũng sẽ là tình huống tấn công cuối cùng của thủ Bayern trong trận đấu này. Hết giờ. Xin chúc mừng Borussia Mönchengladbach. Một lần nữa họ khiến cho Bayern Munich phải cướp lặng chiến thắng với tỷ số 3-2 chung cuộc. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với Mönchengladbach sau những màn trình diễn của họ trong 90 phút ngày hôm nay. Còn với Bayern Munich, đây đã là thất bại thứ 2 của họ ở mùa giải này. Và Bayern của ông Julian Nagelsmann sẽ đối mặt với nguy cơ bị mất ngôi đầu bảng sau khi Union Berlin ra sân vào tối mai. Buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach và Bayern Munich của chúng tôi tới đây là kết thúc.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.